Có làm nào xả tám cửa không chú? Có chứ, xả nhiều chứ, tám cửa thì mới nhiều cá. Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại khu vực đập thủy điện Trị An ngày hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2024, gửi đến quý các bạn những hình ảnh mới nhất trong ngày thứ hai xả đập, và bữa nay sẽ xả thêm một cửa nữa là cửa số 4 quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân kênh Đồng Nai Quê Tôi cùng xem xả đập thủy điện Trị An cũng như là xem một số người đã bắt đầu ra đập để bắt cá rồi quý vị. Và lúc này thì hôm nay tôi đang có mặt tại ngay đập thủy điện Trị An. Thời điểm này là 9:40, khoảng 10 giờ thì sẽ xả cửa đập thứ tư thôi quý vị. Và ngày hôm nay sẽ có thêm một cửa đập nữa được xả. Cái này thường nó xả thì bao nhiêu ngày nó đóng chú? Cái này nó tùy theo cái nguồn nước ở trên. À. Đấy chưa? Đâu có phải là ở đây đâu. Nó mà trên kia mà những cái nũ về nhiều thì nó chưa ngưng, còn nếu như mà nó nắng này thì chỉ được khoảng nửa tháng tuần. Nhưng mà hôm nay là xả cửa nữa đây. Chuẩn bị đấy. Nghe nói là chút xíu nó xả thêm hai cửa hay chú? Ừ. Nếu nhiều lũ nhiều về vùng trên thì nó tám cửa luôn. Dạ. Yeah. Tám cửa luôn. Có làm nào xả tám cửa không chú? Có chứ, xả nhiều chứ, tám cửa thì mới nhiều cá, thấy chưa, tí thôi nó chút đi rồi. Bình thường như vậy á, mình có thể câu cá được không chú? Nước nó xả vậy nè. Có chứ, người ta câu đầy dưới này nè, câu lại dài dưới, thấy chưa. Dạ. Câu quăng chài, dạ. Ở dưới nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Cá hôm qua người ta thả vớt dưới này, giờ trôi hết rồi. Đó, cá kìa. Đó, cá trắng kìa, đó. Đây con nữa này. Kia mè dinh. Kia con cá mè dinh này chú hả? Ờ, kia mè dinh. Nhiều cá lắm. Ở đây thì em có thấy một cái con cá của chú anh chị dính lưới này, giống như là nó chạy quá sâu lưới này chứ, tôi quên đó, ai muốn nào ai muốn nào đi đâu. Nó là người ta lăng, là người ta chạy qua rô thì nhiều cá lắm. Dạ. Yeah. Đứng lại thì người ta mới câu được. Dạ. Yeah. Còn chỗ này thì ít lắm đó. Ở đây là người ta thả đây này, là đâu bắt được đâu. Cái này thả xong rồi tí người ta kéo lên rồi chú hả? Bỏ lưới luôn đấy. Đó. Tí nữa là cửa thứ hai rồi. Mà cái cửa này nó chỉ thả cái chừng này thôi. Dạ. Yeah. Ừ, không là cao đâu. Tám cửa mới gớm, tám cửa tràn lên đây. Tám cửa là lên tới bờ này luôn. Lên bờ, lên bờ.
lên bờ này là lơ mơ lẫn nó xem dép cái cầu ngoài thôi chú. Dép luôn gần dạ. Gần ngập luôn cầu. Ở đây có bao giờ chú bắt được con cá nào khoảng 20 kg không? Ồ hơn chứ. Năm ngoái đang kia bắt con 37 kg cá lăng mà dài này, lăng đuôi đỏ. Cái đường đường này thả này chừng nếu như mà hôm nay ai cửa lên nếu mà nắng lên ấy là chỉ khoảng chục ngày nửa tháng nào đóng đó, đóng mà đồng lắm. Mới đến bắt cá cứ xuống mà vồ ấy. Thấy chưa, con nước chảy này từng từng ở dưới con trai. Ở ngay phía dưới kia có một con cá đã bị mắc lưới rồi quý vị nè. Thấy cái cửa mới mở đó là nó phun mặn hơn cửa thứ nhất nha. Ừ. Bây giờ vậy à, thằng này nó từ từ đã chưa? Để cho nó quen đã. Từ giờ mặn hơn. Thời điểm này là 10 giờ sáng rồi quý vị. Ngày hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2024. Đập thủy điện Trị An chính thức xả cửa đập thứ hai. Cửa đập thứ hai thì quý vị thấy là mặn hơn cửa đập thứ nhất. Cửa đập thứ hai thì nằm ở cửa số 4 quý vị. À, lúc này quý vị thấy là nước chảy cuồn cuộn luôn. Ngày hôm qua thì nó chỉ lên tới cái trỏm đá rồi thôi. Bữa nay bắt đầu nó ngập cái cục đá luôn rồi quý vị nè. Quý vị có thể nhìn thấy là sau khi xả cửa đập thứ hai thì lúc này nước chảy rất là mặn, rất là xiết, những cái ngọn sóng đánh vào càng ngày càng mặn hơn quý vị. Đây quý vị nhìn phía dưới đây, lúc này nước đang chảy xuống giống như là một biển nước vậy. Quý các bạn có thể nhìn thấy là sau khoảng 10 phút xả thì lúc này khu vực ngay sát đập thủy điện Trị An mênh mông là nước, và nước càng ngày càng xả mạnh hơn quý vị.
thì các bạn có thể nhìn thấy là nước đang là xả rất là mặn sau 10 phút và nước cuồn cuộn luôn. Ngày hôm qua thì mực nước xả là 1.000 mét khối trên một giây. Ngày hôm nay thì được nước, quý vị thấy là nước xả ra mặn hơn rất là nhiều. Đó, có những ngọn sóng đánh lên là quý vị. Tiếp theo xin mời các bạn cùng nhìn ngắm toàn cảnh đập thủy điện Trị An xả lũ từ trên cao. We'll be right back.
quý vị thấy trước màn hình là nước xả rất là mặn như một biển nước vậy. Việc nước xả mặn như thế này phía dưới thượng nguồn các vùng trũng như là khu vực Long Bình Tân và các vùng như là bè cá Tân Mai, một số điểm ở tỉnh Bình Dương cần phải lưu ý vì nước xả đang rất là mặn. Tiếp tục thì cầm này của tôi di chuyển xuống phía dưới, quay mọi người chài lưới bắt cá cho các bạn cùng xem. Ở vị trí anh. Nước chảy tiết không quý vị ha. Đây là khu ở sát đền đập luôn. Nước nó đánh vô giống như là sống vậy. Quý vị mình sẽ xem anh nó quăng chài nha. Ở đây là nhóm nè. Đây là nhóm. Sáng giờ có con cá là lớn chưa anh? Cái quăng đầu tiên thất bại rồi quý vị. Có khoảng 5 anh đang là quăng lưới để bắt cá. Đây là thành quả hút. Đây là thành quả thu được nè quý vị. Ủa cá quá trời luôn. Cá cũng lớn đó quý vị nè. Đấy, quý vị, thành quả của việc chài lưới cá ngày hôm nay nè. Cái này cá gì anh? Cá chép hả? Cá ép. Nhìn nó đen đen hay á anh. Con này chắc phải nửa ký rồi. Nó còn đẹp quá trời. Lấy giờ toàn mình toàn là bẫy được cá này không anh? Đúng không? Cảm ơn anh.
Đây, anh đang là cầm con cá lên này quý vị nè. Sau khi mở cửa đập thứ hai thì lúc này quý vị thấy là nước chảy mênh mông, lân láng như một biển nước rồi quý vị. Sau khi tham quan đập xả xong thì lúc này khoảng 11 giờ thì cân hôm nay của tôi đang có mặt tại khu vực cầu Đồng Nai. Tại lúc này thì nước chảy rất là xiết, rất là mặn. Ngày hôm qua thì quý vị các bạn thấy là một số cái cây nó vẫn còn nhô cao lên, bây giờ nước nó ngập tràn lên luôn hết quý vị. Đứng đây thì mình sẽ thấy xả hai cửa đập quý vị. Một phía bên đây xả cửa số 4, phía bên kia xả cửa số 3. Đứng đây quý vị các bạn quan sát thấy được toàn bộ khu vực đập thủy điện Trị An từ xa, và phía dưới là nước chảy lân láng quý vị. Và hai cửa đập đang xả là cửa số 3 và cửa số 4 bên tay trái màn hình quý vị. À, lúc này quý vị bạn thể quan sát thấy ở phía dưới nước chảy giống như là thác chảy vậy. Nước chảy rất là xiết luôn quý vị. Do vừa xả cửa đập thứ hai xong. Đứng ở phía dưới chân cầu Đồng Nai quý vị thấy là nước chảy nè. Giống như một con thác đang chảy xuống vậy quý vị. Ở ngoài sát cửa đập là có bán cá lăng quý vị nè, cá lăng là loại nhỏ nè, rồi cá lăng lớn, còn một giống cá lăng nữa là lăng đuôi đỏ nữa quý vị. Đó là lăng vàng anh ơi. Dạ. Không phải lăng đuôi đỏ đâu. Cá chấm nè quý vị. Cá chấm. Cái này giống cá lăng hai hay là cá thác lát gì? Cá thác lát. À. Cá chấm nè quý vị, to chưa? Chấm cá chép, cá lăng vàng, còn có một giống cá lăng đỏ nữa. Và ngày hôm nay thì kênh này của tôi gửi đến quý bạn những hình ảnh mới nhất trong ngày xả đập thứ hai, cửa đập số 4 tại đập thủy điện Trị An. Đến đây thì kênh hôm nay của tôi xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bạn ở những video tiếp theo. Nếu như bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe, đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Về Đồng Nai, cho em theo về Đồng Nai. Em
mênh mang biển hát, tiếng gọi về Trị An. Hôm nay dòng thác reo vàng, mai đây điện